Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp cuối năm, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch đấu tranh, trong đó hải quan được xem là lực lượng chủ công. Dịp cuối năm và cận Tết Nguyên đán, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là hàng hóa tiêu dùng như bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá hay hàng cấm như ma túy, pháo nổ. Ban chỉ đạo 389 quốc gia, ở đây là đồng chí trưởng ban, đã ký ban hành kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đây chúng ta gọi là một kế hoạch cao điểm trong đợt trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022. Trong cái kế hoạch thì phân công rõ nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo 389 của từng bộ ngành, trong đó trước hết là của Bộ Tài chính đối với lực lượng hải quan, lực lượng thuế, đối với Ban chỉ đạo 138 của Bộ Công an đối với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, và Ban chỉ đạo của các bộ ngành thì cũng phải tiến hành những thanh tra chuyên đề để làm sao chúng ta gạt bỏ đi những cái mặt hàng mà ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, về những mặt hàng đặc biệt là mặt hàng y dược, những mặt hàng liên quan đến phòng chống Covid hiện nay. Là lực lượng chủ công trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, ngành hải quan đã và đang có những biện pháp tăng cường đấu tranh, đặc biệt là đối với những lĩnh vực, mặt hàng, địa bàn trọng điểm. Ngay trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12, lực lượng hải quan liên tiếp triệt phá các vụ buôn lậu quy mô lớn như vụ lợi dụng loại hình quá cảnh từ cảng Đà Nẵng đi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị để buôn lậu hàng tiêu dùng xuất xứ Nhật Bản, vụ bắt giữ một tàu gỗ chở hàng lậu trên vịnh Bắc Bộ, thu giữ hơn 130.000 sản phẩm hàng hóa tiêu dùng các loại. Do dịch bệnh COVID-19 và cũng như nghị quyết 128 của chính phủ về việc thực hiện tình hình mới trong hoạt động bình thường, và trên cái cơ sở khi mà cái giãn cách xã hội nó đã giảm, các cái hoạt động sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động, thì cái nguy cơ tiềm ẩn cái buôn lậu, gian lận thương mại rất phức tạp. Trong dịp Tết Nguyên đán thì cũng nổi lên các cái hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng pháo nổ và một số những cái hàng hóa tiêu dùng như là hàng rượu bia, thuốc lá vân vân, thì diễn biến hết sức phức tạp. Đứng trước thực trạng này, Tổng cục Hải quan thì cũng đã ban hành cái kế hoạch 5572 ngày 25 tháng 11 năm 2021 về cái cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Và tại kế hoạch này thì Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cái đơn vị thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, các đơn vị thuộc Cục Hải quan các tỉnh thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung vào những cái mặt hàng mà có nguy cơ hàng cấm, rồi những cái hàng có nguy cơ gian lận thương mại, và cũng tập trung vào các cái cửa khẩu, đường bộ, các cảng biển, các cái sân bay, khu vực làm thủ tục chuyển phát nhanh là những cái nơi mà tiềm ẩn cái nguy cơ gian lận thương mại. Triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Hải quan, các cục hải quan địa phương, nhất là các đơn vị trọng điểm đang tập trung nguồn lực để kiểm soát tốt địa bàn. Là địa bàn xuất nhập khẩu lớn nhất miền Bắc, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, địa bàn cảng Hải Phòng được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là các mặt hàng tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm. Trước tình hình đó, đơn vị đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ việc vi phạm. Thì đội kiểm soát hải quan đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, điều tra, nghiên cứu nắm tình hình trên địa bàn, thu thập thông tin từ thông tin hệ thống nghiệp vụ hải quan, rồi là thông tin từ các đơn vị trong và ngoài ngành về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, về các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các cái mặt hàng mà quá rủi ro cao. Cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, lực lượng chức năng tại Quảng Ninh đã có sự chủ động trong điều tra, nắm bắt tình hình, xây dựng các kế hoạch đấu tranh. Chúng tôi xác định rằng những tháng cuối năm chúng tôi phải tăng cường công tác nắm tình hình và cá thể hóa trách nhiệm, phân công cán bộ công chức phải phụ trách những cái địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm cá nhân. Tiếp nữa là chúng tôi phối hợp tốt với lại các cái cảng biển, thực hiện tốt phân tích tình hình, quản lý rủi ro để xác định được những cái đối tượng trọng điểm và mặt hàng trọng điểm để đưa ra các cái biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm vừa chặt chẽ vừa thông thoáng cho các cái doanh nghiệp hoạt động. Tuyến quốc lộ 18
được dự báo sẽ có tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng trên địa bàn phải tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm, không để hình thành các đường dây ổ nhóm. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Và theo đó tập trung tăng cường lực lượng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Còn tại các tỉnh phía Nam, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Hải quan các tỉnh biên giới Tây Nam cũng đã triển khai nhiều kế hoạch cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra các nhóm hàng, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao về chính sách mặt hàng và yêu cầu quản lý hàng nhập phi mậu dịch qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc đường sân bay. Hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hàng có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ. Đặc biệt đối với nhóm hàng quà biếu tặng qua đường chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn hành vi lợi dụng loại hình này để vận chuyển ma túy. Tại các tỉnh biên giới Tây Nam, hiện nay do các mặt hàng chênh lệch cao giữa khu vực biên giới Campuchia và thị trường nội địa tại Việt Nam, nên các đối tượng đã sử dụng đêm tối tìm mọi cách để tập kết hàng hóa sát khu vực biên giới, tuồn vào thị trường nội tiêu thụ. Trong kế hoạch triển khai cao điểm, các địa phương chủ động nắm bắt tình hình có liên quan trên tuyến biên giới và nội địa, nhất là mọi biến động về giá cả hàng hóa phía Campuchia và trên địa bàn nội địa mà các đối tượng sẽ lợi dụng để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại để có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.